cải biên từ tác phẩm Bố mày là cóc ghẻ của Phong Quả Hí Chư Hầu. Tôi là Triệu Giáp Đệ. Tập 29. Bệnh viện Trung tâm Hải Thành. Mẹ, đợi con về nhé. Vết thương của con đỡ hơn chưa? Không sao, vết thương nhỏ thôi. Con khỏe lắm. Tranh con. Cùng một sứ mệnh, cùng một quê hương. Lần này tang lễ bà nội con, mẹ về còn một chuyện, chính là xử lý cổ phần trong tay mẹ. Giáp Đệ, mẹ muốn tặng hết toàn bộ cổ phần Kim Hải của mẹ cho Đông Thảo. Con không có ý kiến gì chứ? Tất nhiên là con không có ý kiến gì rồi. Nói vậy, chị Đông Thảo hiện giờ là cổ đông lớn nhất của Kim Hải rồi. Phải đó. Còn nhiều hơn cả Triệu Tam Kim cơ. Bố mẹ già rồi, tương lai là của thanh niên các con. Giả lại, tốt với con dâu chẳng phải là tốt với con trai sao? Đây là chuyện một bà mẹ chồng đạt chuẩn nên làm. Mẹ, mẹ, Kim Hải một chia làm hai, không còn là doanh nghiệp khiến người ta kiêng dè và thèm đỏ mắt nữa. Nhưng thật sự phải đi đến bước này mới có thể thoát khỏi cảnh không chết không thôi sao? Hợp mà chia, chia mà hợp. Giáp Đệ, con thật sự cho rằng bố con chỉ quan tâm những thứ này sao? Hồi xưa ngay từ đầu, Triệu Tam Kim không hề có ý đồ được chim bẻ ná, được cá quên cơm. Thậm chí ông ấy còn bàn riêng với mẹ phải cho nhóm công thần này không ít cổ phần. Sau khi Kim Hải lớn mạnh, mấy kẻ hết mặt lên trời không còn nhẫn nại được bao lâu nữa, ồn ào ầm ĩ, cực kỳ không an phận. Còn có mấy người dám làm ra những hành động quá khích, đáng hổ thẹn. Bố con sẵn lòng tốt với bất cứ ai. Trong lòng ông ấy có một cuốn sổ, nhớ rõ hơn ai hết. Nhưng tiền đề là
phải chịu được thử thách. Tài xế Từ Chấn Hoành chính là một ví dụ rất tốt. Người chịu đổ mồ hôi hy sinh, ông ấy sẽ không bạc đãi với ai cả. Nếu tranh giành thì ông ấy sẽ không hiền lành đâu. Nhất thời tức giận, chuyện gì cũng làm ra được. Lần này ông ấy và Đông Thảo bày ra cái bẫy thế này: một là không muốn con tiếp quản Kim Hải một cách trầm rộ, hai là muốn để mấy tên cáo già kia chủ động lòi đuôi ra ngoài. Kim Hải chỉnh đốn triệt để một lần. Chỉnh đốn. Kim Hải đã đến thời kỳ bế tắc rồi, muốn tiến thêm một bước nữa, quả thực đây có thể xem như một cách tốt để tiến bừa. Mấu chốt ở cuộc họp hội đồng quản trị, bất kể là người từ Kim Hải hay thằng nhóc nhà họ Trần hoặc Nạp Lan Trường Sinh, bề ngoài nhìn vào là quan hệ hợp tác, nhưng sau lưng ai cũng muốn làm chủ tịch, tối đa hóa lợi ích. Đây là một cuộc chiến gian khổ. Đúng rồi mẹ, mẹ đã gặp Triệu Tam Kim chưa? Vẫn chưa. Nhóc con, đã lớn thế này rồi. Tôi đã gặp anh ấy. Tư liệu bồi thường anh ấy ủy thác chuyển cho Tề Phụng Niên, mọi người cũng xem rồi đó. Toàn bộ tình hình là vậy. Chủ tịch Triệu Hâm nói, chuyện sau này cứ giao cho mọi người xử lý. Được rồi, vậy tôi đi trước đây. Vất vả cho anh rồi. Nên làm mà. Anh cả à, em không đáng để tin tưởng đến vậy sao? Hiệu sách Tân Hoa. Vẫn chưa ngủ à? Dì Thái, đừng tưởng giữ được cái mạng thì có thể bất chấp sức khỏe của mình. Ngày mai là mở cuộc họp hội đồng quản trị rồi, thật tình không ngủ được. Vẫn chưa quyết định được sao? Quyết định này thật sự quá nặng nề, hơn nữa thật sự dính líu đến quá nhiều người. Thái Ngôn Chi là một người kế nhiệm, có lòng cảm thông không phải chuyện tốt. Cảm ơn dì Thái. Vậy chúng ta bắt đầu nào. Cố lên. Tề Triệu Thương Hồng, Phó Phóng, Dương Hậu.
Từ Chấn Quanh, Hàn Hạo Đức, Tôn Mãn Cung, Hoàng Phụng Đồ, Thái Ngôn Chi, Tề Đông Thảo, Tôn Mãn Cung, Triệu Thương Hồng, Từ Chấn Quanh, Tề Phụng Nghiên, Hàn Hạo Đức. Hiệu sách Tân Hoa, Bệnh viện Đức Chiên. Tám Lạng, ăn sáng nào. Dân. Vẫn nên mặc áo chống đạn vào đi. Không cần đâu. Cũng đến lúc rồi. Đi thôi. Túi hồ sơ. Tạm biệt. Suy ngẫm nhận thức tiến bộ. Đại ca, Đông Thảo bảo tôi đến đón anh. Vẫn là con gái chu đáo. Đúng rồi, đây là hồ sơ Tám Lạng bảo tôi đưa cho anh, nói là vô cùng quan trọng. Cố tình dặn tôi, bảo tôi nói với anh, tuyệt đối đừng làm hỏng việc. Thằng ranh này, tôi vừa ra ngoài,
đã bắt tôi làm việc rồi. Thôi được, lên xe hẳn đọc. Suy ngẫm, nhận thức, tiến bộ. Suy ngẫm, nhận thức, tiến bộ. Thành viên hội đồng quản trị Phó Phóng, thành viên hội đồng quản trị Dương Hậu Đức, thành viên hội đồng quản trị Nạp Lan Trường Sinh, thành viên hội đồng quản trị Trần Hồng Hùng, tập đoàn Kim Hải. Chấn Quỳnh, đại ca, dừng xe bên lề một chút cho tôi. Sự sụp đổ của đế chế màu xám. Chủ quầy, cuốn sách này bán được không? Bán khá được, một ngày có thể bán 5-6 cuốn. Lúc mới đầu còn bán chạy nữa đấy. Người thời nay bận rộn mà, mấy thứ có thể tranh thủ đọc lúc rảnh rỗi, bán được là tốt rồi. Chủ quầy, câu này của chú ý nghĩa khá sâu xa đấy. Cậu cũng mua một cuốn. Tôi thì thôi. Tôi thấy chú đang đọc, viết thế nào? Trong sách này có một câu tôi thấy khá được. Câu nào vậy? Anh ta nói hiện nay hễ là những thứ viết kiếm tiền, phần lớn đều chẳng liên quan đến kiếm tiền. Cậu xem, chơi cổ phiếu này, phân bổ này, cậu nghe xem. Câu này khó nghe mà có lý không chứ? Không biết là thư ký nào viết bản thảo cho ông chủ cậu ta. Tôi nghe nói cái người xui xẻo này trước nay phát ngôn không cần bản thảo. Câu này chắc do anh ta tự nói đấy. Chuyện khác thì không nói. Người này khá được, thẳng thắn. Chỉ riêng chuyện anh ta dám nói lời thật lòng đã đáng cho chúng ta khâm phục rồi. Thẳng thắn thì có ích lợi gì? Cuối cùng chẳng phải dẫn vào tù rồi sao? Được rồi, không nói chuyện nữa. Chúc chú làm ăn phát đạt. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhé. Triệu Hâm, nghịch ngợm. Chị gái thân yêu nhất nhất của em ơi, nếu chị muốn khuyên em đừng tham gia tranh cử, vậy thì em xin chị đừng nói nữa được không? Duệ Dương, Triệu Hâm đã ra ngoài rồi, mau rời khỏi đường thành đi, anh ấy sẽ không tha cho em đâu.
đơn xin từ chức. Anh Phó này, anh đang đi đâu vậy? Hôm nay tập đoàn Kim Hải của chúng ta mở cuộc họp hội đồng, chúng ta phải đi gấp mà tranh cử chủ tịch mới chứ. Các anh ấy à, không tham gia được nữa rồi. Chuyện này không thể nói đùa được đâu anh. Người anh em à, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Hơn 20 năm thì phải. Tuy mấy người các anh hơi nịnh hót, cũng hơi tham lam, nhưng tôi vẫn luôn xem các anh là anh em, là bạn bè. Mấy năm trước Triệu Hâm muốn tống các anh vào tù, cũng là tôi ra mặt bảo vệ các anh, còn cho các anh số cổ phần đủ để an hưởng tuổi già. Nhưng các anh thì sao? Sao các anh lại không có chút cảm kích nào vậy? Lão Phó, tôi hiểu ý của anh. Triệu Hâm bị thế cũng là đúng người đúng tội. Phải đấy, bây giờ anh ta cũng vào tù rồi, ai còn sợ anh ta nữa. Lão Phó, anh đang muốn đưa chúng tôi đi đâu vậy? Sao thế? Ngay cả con đường này cũng không nhận ra à? Đây là đường đến trấn Triệu gia. Con người không được quên nguồn cội. Đừng quên chúng ta đều đi ra từ con đường này. Hiệu sách Tân Hoa. Đến rồi, xuống xe đi. Tất cả đến rồi à? Tập đoàn Kim Hải, đại hội bầu chủ tịch toàn thể Kim Hải. Thưa các vị thành viên hội đồng quản trị, tôi vừa nhận được tin tức thành viên hội đồng Phó Phóng và thành viên hội đồng Hoàng Duệ Dương từ bỏ cuộc tranh cử chủ tịch. Sao có thể chứ? Vâng. Thưa các thành viên hội đồng quản trị, tôi vừa nhận được điện thoại thành viên hội đồng Dương Hậu Đức cũng từ bỏ cuộc tranh cử chủ tịch. Chuyện gì vậy chứ? Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế? Rốt cuộc còn họp nữa không? Giờ đã mấy giờ rồi? Hôm nay tôi xin tuyên bố thông báo sau đây.
tập đoàn Kim Hải sẽ khởi động kế hoạch niêm yết. Đã ra rõ, ông Triệu Hâm, chủ tịch tập đoàn Kim Hải chúng tôi, không hề phạm tội và đã ra tù vào 9 giờ sáng nay. Ngoài ra, chủ tịch Triệu Hâm đã từ chức. Hôm nay Kim Hải sẽ bầu ra chủ tịch mới. Vài ngày tới, Kim Hải chúng tôi sẽ khởi động kế hoạch niêm yết. Sao thế ông chú? Bánh xe bị đâm rồi à? Có phải đã làm quá nhiều chuyện thức đức rồi không? Nạp Lan, Triệu Hâm đã ra tù rồi. Anh đã thua rồi. Đừng tranh giành nữa. Không ngờ Tôn Mãn Cung anh cũng giúp Triệu Hâm. Tôi không phải anh, cả đời đều sống trong thù hận. Triệu Hâm mà, Triệu Hâm, tôi nằm gai nếm mật đến vậy mà vẫn thua cậu. Cuộc đời đặt ra câu hỏi cho tất cả mọi người. Họ phải trả lời câu hỏi của cuộc đời thông qua cách hiểu cuộc đời của chính mình. Đi tìm lẽ sống của Viktor Frankl. Tôi là Triệu Giáp Đệ. Con người phải có điều cố chấp mới có thể thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.